Còn nhỏ tuổi, con trai Đan Trường có khả năng kiếm mỗi tháng gần 100 triệu. Mathis Thiên Từ là con trai của Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên. Tuy còn nhỏ, cậu bé đã có thể kiếm gần 100 triệu đồng một tháng. Sau 8 năm kết hôn, ca sĩ Đan Trường công bố ly hôn với doanh nhân Thủy Tiên, vốn là cặp vợ chồng nổi tiếng. Nhiều người tò mò về câu chuyện phân chia tài sản, quyền nuôi con của cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai không chia sẻ nhiều hơn thông tin về vấn đề này. Đại diện của nam ca sĩ thông tin, sau khi ly hôn, bé Thiên Từ ở với mẹ tại Mỹ, Đan Trường vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm với con. Năm nay, bé Thiên Từ được 5 tuổi, cậu bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ. Sinh ra trong gia đình giàu có nên cậu bé được chăm chút, được đi du lịch, mặc đồ hiệu. Tuy nhiên, Mathis Thiên Từ từng gây xôn xao với khả năng kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Cậu bé được mẹ lập một kênh YouTube riêng và hiện tại đã có sở hữu lên đến 90.000 lượt theo dõi. Các video chủ yếu do vợ chồng Đan Trường quay về cuộc sống bình thường của cậu bé khi chơi đùa với gia đình. Dưới sự hướng dẫn của bố, mẹ, bé Mathis Thiên Từ còn có lúc tự giao lưu với khán giả. Hầu hết các video đều thu hút từ hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí là hàng triệu lượt xem. Sẽ thu về ước tính khoảng 227 đô đến 3.600 đô, khoảng 5,6 triệu đồng đến hơn 84 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nhân Thủy Tiên từng tiết lộ, con trai còn tham gia quảng cáo, trình diện thời trang. Cậu bé cũng có một số thương hiệu thời trang cho riêng mình do bố mẹ thay mặt sáng lập. Đan Trường từng nói vui về con trai, Thiên Từ bây giờ như ngôi sao, được khán giả yêu thích, quan tâm hơn cả tôi.